Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiến hành phản ứng hoạt động hai sun phát với lại ammonia. Thì các bạn cùng quan sát hiện tượng nhé, thì xem cái kỹ thuật mà trong lúc các bạn làm thí nghiệm ảnh hưởng như nào đến kết quả thu được. Chúng ta cùng xem. Đầu tiên mình sẽ nhỏ ở đây ống nghiệm này 5 giọt đồng hai sun phát, 1, 2, 3, 4, 5, và đồng hai sun phát này 0.5 mm. Các bạn nhìn quan sát màu xanh này. Sau bây giờ mình sẽ nhỏ ở đây một giọt ammonia, dung dịch ammonia nhé. Các bạn nhìn quan sát. À, và các bạn nhìn thấy nó có màu xanh này đúng không ạ? Màu xanh này, đây là màu xanh của phức chất nhá. Nhưng khi các bạn mở gói lên thì cái đây là gì ạ? Đây là kết tủa của đồng hai hydroxit nhá. Còn kia là màu xanh của phức chất, như vậy nó sẽ có cả hai đúng không ạ? Vậy như vậy mấy cái bài toán phổ thông mà khi mà nhỏ từ từ mà thì kết tủa sau kết tủa tan ấy, thì chúng ta phải xem lại một chút về cái khối lượng mà các bạn cần được đúng không ạ? Ok, bây giờ mình nhỏ tiếp nhá. Để hòa tan hết. 1 2 3 4. Mình thêm 4 giọt nữa, như vậy là tổng là 5 giọt. Và các bạn thu được một cái phức tan này đúng không ạ? Và có màu xanh gì đấy các bạn? Màu xanh đồng này của công thức của phức chất này, của công thức đó là COH2O tất cả 4 lần và đóng ngoặc vuông đúng không ạ? Vậy thì OH 2 lần. À, OH đấy có thể là, nếu mà OH có thể là biết đâu nó là SO4 như sao đúng không các bạn? SO4 như sao. Còn cái kết tủa sinh ra là do ammoniac này có môi trường bazơ đúng không ạ? Và OH này kết hợp với lại CO2 cộng thành COH 2 lần. Thì ở cái phần thí nghiệm này mình chỉ muốn lưu ý các bạn rằng nếu mà các bạn mà nhỏ nhanh cái NH4OH xuống đúng không ạ, hay NH3 nước này, thì các bạn sẽ có thể là không quan sát được kết tủa. Còn trong trường hợp mà các bạn nhỏ chậm thì các bạn có thể quan sát được cả hỗn hợp và hai đằng đấy đúng không ạ. Và đây là phức cation hay anion các bạn, là CO2O NH3 tất cả 4 lần đúng không ạ, đóng ngoặc vuông. Như vậy NH3 thì không mang điện tích CO2 cộng, do vậy là phức này phức cation đúng không ạ. Và CO2 cộng là ion trung tâm và có dung lượng phối 9 là 4, trong khi đó ammoniac là phối tử, phối tử liên cao đúng không? Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn, bye bye.